Chào các bạn đến kênh xe phong cách 24 giờ. Accenter trên 50 nổi bật với dàn chân hai đĩa trước. Độ hai đĩa trước cho chiếc Yamaha Accenter không còn lạ đối với những anh em chơi xe đã quá lâu nay. Đã có rất nhiều bản độ từ phiên bản kinh tế cho tới phiên bản ngàn đô lấy từ những mẫu phân khối lớn. Nhưng có một điểm chung là việc độ dàn chân hai đĩa trước như vậy sẽ giúp chiếc xe trở nên ấn tượng và nổi bật giữa đám đông hơn rất nhiều. Và chiếc Accenter trên 50 độ dưới đây là một ví dụ. Vẫn giữ cho mình dàn áo jean màu xanh CP cùng hàng loạt đồ chơi cực kỳ bắt mắt. Combo đời mi mắt cú gương cầu khá phổ biến hiện nay, cùng với đó là đèn LED L4 được chế mũ gọn gàng nằm giữa mặt nạ. Dàn chân trước khá hầm hố chỉ với combo hai đĩa Abido kinh tế cùng với lồng nhôm CNC màu vàng. Bên cạnh đó hàng loạt đồ chơi như chụp Ghost Bug, dây dầu Baker, đèn trở sáng X2, tay thắng Baker, bình dầu Daytona, mỏ cài kiển được sơn tem đấu, che nắp nhớt rệp Baker. Dè zin và xi nhan cũng được tháo bỏ, thay vào đó là xi nhan Daytona Abio nhỏ gọn, giúp tăng thêm phần tinh tế và thể thao cho chiếc xế. Dàn chân sau cũng được thay bằng đĩa phanh lớn Hell Racing Boy, phát nhôm rời. Oppo được sơn carbon tem đấu cùng hàng loạt ốc kiển là làm điểm nhấn nhẹ cho chiếc xe. Dàn áo zin nhưng dàn chân cũng cực kỳ trở nên cực kỳ đẹp, phải không nào? Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn lại ở clip kế tiếp, nhớ like hoặc share và subscribe.